Xin chào các bạn đã quay trở lại với Ngọc đến rồi Và hôm nay Ngọc lại quay trở lại để chia sẻ cho các bạn thông tin về thị trường crypto Thì ở trong video ngày hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn các cái thông tin như sau Thứ nhất là Ngọc sẽ cập nhật tình hình về thị trường, các cái đồng coin top Thứ hai là một có thêm một số cái thông tin liên quan đến Sam Bình Phi Và có thông tin xác nhận từ Sam Bình Phi là sẽ xuất hiện À, vào một cái hội thảo rất lớn tại Mỹ Vào ngày 30 tháng 11 sắp tới à, Ngoài ra thì Ngọc cũng chia sẻ cho các bạn Một cái dự đoán liên quan đến những cái dữ liệu lịch sử Của chu kịp của Bitcoin cứ 4 năm một lần Tương đương với cái hiện tượng ha vinh của Bitcoin Và hiện tượng ha vinh thì cũng sẽ diễn ra vào năm 2024 Và dự đoán giá Bitcoin sẽ như thế nào Ngoài ra thì có một cái à, biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường rất hay mà Ngọc tìm được ở trên kênh của Thuận Capital á thì đây là một cái chu kỳ tâm lý uh, diễn ra nó sẽ được lặp đi lặp lại tương đương với những cái chu kỳ à uh, và up trend của Bitcoin và um, có một câu hỏi là hiện nay thì chúng ta đang ở đâu trong cái chu kỳ tâm lý này thì Ngọc cũng sẽ chia sẻ một số cái suy nghĩ của Ngọc để các bạn à, có thể nhận định thêm. Tuy nhiên trước khi đi vào những cái thông tin chi tiết của video ngày hôm nay, thì các bạn cũng đừng quên nếu như đang ở trên kênh YouTube của Ngọc thì hãy nhấn vào cái nút đăng ký ở bên dưới. Sau đấy các bạn à, nhấn vào cái quả chuông ở bên cạnh để đảm bảo mỗi lần mà Ngọc xuất bản những cái video như thế này thì bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. À, tiếp theo thì à, dành thêm một giây để nhấn vào cái nút like ở bên dưới video để video có thể lan tỏa đến nhiều người hơn, bạn nhé. Trở lại với thông tin của thị trường thì các bạn thấy là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 11 thì các bạn thấy là Bitcoin tiếp tục tăng tiếp khoảng 1% trong vòng 24 giờ qua thì cái giá hiện nay hiện tại ở thời điểm này thì là 16.731 đô. Trong 7 ngày qua thì không gần như là không có tăng chỉ không không chấm 0.2% mà thôi ETH thì cũng uh, theo cái đà tăng của Bitcoin tăng được 3.1% và giá hiện tại đã ở neo ở cái mức là 1.200 đô uh, Các đồng ổn định thì Ngọc không nói nhiều đến nữa Dogecoin thì vẫn ở trong uh, vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng uh, Dogecoin chúng ta thử chờ đợi xem nào Hiện nay thì uh, Twitter đó là sau khi được tiếp quản bằng Elon Musk thì có một số các thông tin là sa thải rất nhiều nhân viên nhưng các cái hoạt động và người dùng của Twitter thì lại đạt ở cái mức ôn thumb 2 tức là cao nhất lịch sử à, thì để chúng ta thử xem xem là trong thời gian tới uh, Elements có làm gì với Dogecoin ở trên Twitter hay không. Các cái đồng coin khác như Cardano, uh, Polygon là Matic ấy, thì cũng không có tăng nhiều các bạn thì ok đây là thông tin về thị trường nói chung là thị trường cũng đã bớt lo sợ hơn so với cách đây hai ngày bởi vì là ngày hôm qua thì các bạn thấy là Coinbase đã cung cấp những cái bằng chứng và khẳng định là đang giữ tới 2 triệu bitcoin ngoài ra thì cái công ty Coinbase custody cũng đã gửi một cái thư xác nhận là đang lưu giữ tất cả những cái tài sản của quỹ Grayscale cho nên là mọi người cảm thấy yên tâm một chút không còn lo sợ về cái sự sụp đổ của Genesis và Grayscale thuộc công ty Digital Currency Group nữa à, hy vọng là sẽ không có sự sụp đổ nào tiếp để chúng ta à, có cái niềm tin hơn vào thị trường này à, trở lại với thông tin về Sam bankman Phi của sàn FTX thì các bạn thấy là tối hôm qua Sam bankman Phi đã xác nhận các bạn thấy cái tweet đã xác nhận là tôi sẽ nói chuyện và phát biểu giống như một speaker ở trong cái hội nghị của tờ báo New York Times á, sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 11 ở ở Mỹ các bạn nhé ở Mỹ thì các bạn thấy là cái thông tin mà Sam Minh Phi trở thành speaker ở trong một cái hội nghị thì cách đây vài ngày Ngọc cũng đã chia sẻ ở trong cái video rồi và lúc đấy thì mọi người nghĩ rằng là cái sự kiện này đã được lên lịch Uh, trước khi sàn FTX sụp đổ và uh, có lẽ là Sam bankman Phi sẽ không xuất hiện ở cái hội nghị này tuy nhiên là Sam bankman fried đã xác nhận là sẽ xuất hiện nha yeah. thì đây là một cái điều đang rất tranh cãi. Sam Miền phi sẽ xuất hiện cùng với những cái người mà rất có tên tuổi, rất có uy tín nha các bạn. Các bạn thấy là có cả tổng thống của uh, Ukraine này, có cả Mark Zuckerberg của Meta này, uh, thậm chí có cả những cái người uh, như uh, Janet Yellen là uh, bộ trưởng bộ tài chính của Mỹ. Hả? rất nhiều người đây là một cái hội nghị về business các bạn nói về các cái doanh nghiệp nói về những cái sự quản trị ở trong doanh nghiệp uh, của những cái CEO của những cái founder tuy nhiên các bạn thấy Sam bankman Phi thì hiện nay liệu có còn xứng đáng để ngồi trong cái cái dàn speaker này hay không bởi vì cái quản lý lỏng lẻo này rồi thậm chí là có những cái cáo buộc là là lừa đảo là là Ponzi ở trên cái cái sàn FTX của mà bây giờ lại xuất hiện ở trong một cái hội nghị nói về quản trị, nói về business, nói về doanh nghiệp thì thực sự ở trên Twitter mọi người đang đang cực kỳ là phản đối và không thể hiểu nổi tại sao mà uh, tờ The New York Times lại vẫn có thể tiếp tục đưa Sam bankman Phi vào cái hội nghị này. Và các bạn thấy là có thêm một cái thông tin mới uh, đó là uh, theo một cái nguồn tin thì chính FTX và Sam đã sử dụng cái công ty M Group CS là một cái đơn vị để nhận trách nhiệm PA PA cho sàn FTX. Và các bạn thấy là uh, chính M Group này này trước đây đã hợp tác chặt chẽ với Andrew Sokin uh, và cái tờ The New York Times uh, để xuất bản các cái bài báo cáo nhằm mục đích PR cho sàn sàn FTX và hiện nay các bạn thấy ở trên tất cả các báo lớn của Mỹ uh, giống như New York Times vẫn đang viết những cái bài viết uh, về Sam Bankman-Fee, về Caroline, về FTX và cái giọng điệu ở trên những cái tờ báo đấy nó nó giống như kiểu một cái giọng điệu xoa dịu và coi như là cái sự sụp đổ của ftx coi như là những cái sai lầm của sam của caroline chỉ là những cái rủi ro liên quan đến thị trường chứ không phải là là do quản lý yếu kém do họ có một cái mục đích lừa đảo người dùng tức là tất cả những cái bài báo hiện nay đang xoa dịu và biến cái sự sụp đổ của ftx đổ cho tại là thị trường Chứ không phải là do cái người quản lý Và cũng không phải là do lừa đảo Thì các bạn thấy là à, đây là những cái điều Rất lạ ở trong cái sự kiện này Chúng ta cùng theo dõi thêm Và đặc biệt là chúng ta cũng cùng theo dõi Xem thực sự đến ngày 30 tháng 11 Ở cái hội nghị này Sam Banh Bần Phi Có xuất hiện hay không tại Mỹ Và xuất hiện thì Nói gì ok à, Quay trở lại với cái thông tin tiếp theo Thì các bạn thấy là Lach like David có chia sẻ Một cái biểu đồ À, dữ liệu dựa vào giá của Bitcoin à, và các bạn thấy là cái dữ liệu này cho thấy các cái chu kỳ của Bitcoin ấy, thì thường nó sẽ diễn ra 4 năm một lần nó tương ứng với cái chu kỳ halving của Bitcoin tức là các bạn nào chưa biết halving tức là Bitcoin thì cứ 4 năm thì sẽ diễn ra một kỳ halving và cái halving đấy mỗi lần diễn ra đó, thì cái tỷ cái số lượng bitcoin mà được thưởng cho các thợ đào à mỗi một block á nó sẽ giảm đi một nửa thì giống như bây giờ hiện tại là cứ mỗi một block thì các thợ đào sẽ được à, thưởng là 6 hơn 6 bitcoin à, và chắc chắn là đến năm 202 tháng 3 của năm 2024 á thì cái Kỳ halving tiếp theo diễn ra đó thì mỗi một block các thợ đào sẽ bị giảm đi một nửa tức là cái phần thưởng chỉ được còn khoảng 3 bitcoin một block thôi. Thì các bạn thấy cái kỳ halving tiếp theo ở đây này là tháng 3 năm 2024 nó sẽ diễn ra ở đây. Và các bạn để ý mỗi cái khung màu vàng này là một kỳ halving. Thì các bạn thấy là trong cái khung màu vàng này thì là kỳ halving diễn ra và đây là một cái giai đoạn mà chuẩn bị cho một cái chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. À, thì các bạn thấy là nếu như dựa theo cái dữ liệu biểu đồ tăng trưởng uh, lịch sử từ năm 2012 cho đến nay thì cứ mỗi lần xuất hiện một kỳ halving này thì Bitcoin sẽ có xu hướng là đi ngang và tích lũy để tăng trưởng. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta đang bắt đầu ở cái cái chuẩn bị cho cái chu kỳ tích lũy và tăng trưởng thì dựa theo biểu đồ giá này thì các bạn thấy là Lex like David có nói là nếu như theo cái chu kỳ đó thì cái năm 2023 đó là năm sắp tới thì Bitcoin sẽ up to ở mức là 48.000 đô bởi vì dựa theo đúng cái cái biểu đồ này thì các bạn thấy nó sẽ nằm ở đâu đó là ở khu vực trên này tức là khoảng 40 đến 48.000 -48 đô. Thì đây là một cái nhận định dựa trên dữ liệu lịch sử. Tất cả chúng ta đều không có thể biết được là lịch sử có lặp lại nữa hay không, nhưng mà trong quá khứ thì nó đã từng lặp lại đó thì các bạn thấy đây là một cái biểu đồ mà ngọc nghĩ cũng rất hay để cho chúng ta có thể tham khảo thêm à, liên quan đến những cái lịch sử giá những cái nghiên cứu thuộc dữ liệu đường giá của bitcoin thì các bạn thấy là nó thường diễn ra theo chu kỳ ha vinh và như vậy thì nó sẽ liên quan đến cái chu kỳ tâm lý của thị trường thì đây là một cái hình ảnh à, từ kênh thuận capital ngọc nhà bà ngọc thấy được rằng là các cái chu kỳ nó sẽ diễn ra là chúng ta từ hoài nghi xong sau đó chúng ta đến hy vọng, lạc quan và à, có niềm tin à, phấn khích và hưng phấn khi mà bắt đầu chúng ta đạt cái trạng thái hưng hưng phấn nhất ấy, giống như cái thời điểm mà cách đây gần một năm, tức là à, cuối của năm 2021 thì khi đấy chúng ta đạt trạng thái hưng phấn nhất và sau đấy thì nó lại bắt đầu giá đi xuống và bắt đầu chúng ta trở nên kiêu căng rồi từ từ lo ngại, phủ nhận, xong tiếp tục là hoảng loạn và cuối cùng là đầu hàng hoảng loạn sau đó đầu hàng và cuối cùng là phẫn nộ phẫn nộ và bắt đầu nó sẽ đi ngang rồi bắt đầu chúng ta sẽ chán nản sau khi phẫn nộ chúng ta sẽ thực sự chán nản sau một cái thời gian đi ngang rất lâu thì khi mà bắt đầu chúng ta thực sự chán nản thì bắt đầu giá của bitcoin lại tiếp tục à, có dấu hiệu tăng lên và chúng ta lại bắt đầu một cái chu kỳ mới là hoài nghi là quay trở về điểm đầu tiên này và Vậy thì bây giờ cái câu hỏi là chúng ta đang ở đâu ở trong cái chu kỳ tâm lý thị trường này. Thì Ngọc nghĩ là mỗi người á sẽ có một cái nhận định khác nhau và cái cái thời gian mà bạn ở trong cái thị trường này bao lâu thì nó sẽ cho bạn một cái nhận định khác nhau của mỗi người. Với cá nhân Ngọc á thì có lẽ Ngọc nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đang ở trong cái giai đoạn phẫn nộ. phẫn nộ thì Ngọc nghĩ là uh, bây giờ tất cả chúng ta đều thấy những sự kiện ở trên thị trường nó khiến cho giá bitcoin xuống rất là sâu và tất cả những sự sự tất cả những cái cái sự kiện ở trong thị trường nó xảy ra nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là tức giận phẫn nộ tại sao là Sam mình mình phi tại sao Thierro Capital tại sao sàn FTX tại sao các cái công ty như Genesis lại có thể làm như vậy có thể mang tiền của người dùng đi đầu tư và thua lỗ đến vậy làm cho mọi thứ sụp đổ thì có lẽ là chúng ta đang giận dữ phẫn nộ ngọc nghĩ rằng ở đang chúng ta đang ở giai đoạn này Vậy thì khi mà chúng ta đang ở giai đoạn phẫn nộ này thì chúng ta sẽ còn một thời gian nữa để chúng ta thấy thị trường nó cứ sideways, 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 nó đi ngang, đi ngang. Và cái chính cái thời điểm sideways này nó có thể diễn ra trong vài ba tháng và nó khiến cho chúng ta rất là chán nản gần như là muốn bỏ cuộc luôn không cần không quan tâm và thậm chí là những cái video những cái thông tin của crypto chúng ta bỏ qua chúng ta không thèm quan tâm đến nữa thì chính cái lúc mà chúng ta chán nản chúng ta không thèm quan tâm đến nữa thì bắt đầu chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu là bitcoin bắt đầu từ từ tăng trưởng và khi mà chúng ta thấy từ từ tăng trưởng thì chúng ta lại thấy là à chắc có lẽ đây là một cái đợt mà nó chỉ tăng vậy thôi và chúng ta rất là nghi ngờ, chúng ta hoài nghi, chúng ta nói là nó tăng vậy thôi chứ chắc làm gì mà tăng được nữa, nó sẽ giảm tiếp thì chúng ta hoài nghi như vậy và chúng ta có thể đứng ngoài thị trường thì chính lúc đấy là cái lúc mà bắt đầu nó tăng tiếp tăng tiếp và sau đấy một thời gian thì chúng ta lại cảm thấy là hy vọng. Đó, thì Ngọc nghĩ rằng là cái chu kỳ nó nó đi như thế và hiện nay thì có lẽ chúng ta đang ở cái chỗ màu cam đây này là cái chỗ mà chúng ta cảm thấy là đang phẫn nộ phẫn nộ và sắp tới thì chúng ta sẽ tiếp tục chán nản trong vòng một vài tháng, tháng nữa thì đây là cái quan điểm của ngọc à, và cái nhận định của ngọc thôi thì không biết các bạn nghĩ như thế nào các bạn thấy rằng chúng ta đang ở trong cái thời điểm nào của chu kỳ tâm lý thị trường ngọc rất muốn nhận được những cái chia sẻ những cái bình luận của các bạn ở bên dưới video này À, xin cảm ơn các bạn và hy vọng những cái vi những cái thông tin ở trong video này đã mang lại cho bạn những cái những cái điều giá trị xin hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo